Mấy bạn thấy này, đây là cái hình trước mổ ha. Cái bàn này và có một cái điểm nó xấu nhất, đó là cái điểm là đầu mũi nó quá thấp, mà đầu mũi này nó lại rơi vào với những người châu Á, nhưng mà bạn này có một cái dòng máu 50% là người châu Á ha. Nhưng mà bạn đã sinh ra ở cái phương Tây à, cho nên này khi mà bác sĩ nhìn vô cái mũi này thì bằng mọi cách mình phải kéo dài được cái đầu mũi, mà kéo dài đầu mũi thì nó chỉ có là nâng mũi cấu trúc thì người ta mới giải quyết được. Mấy bạn thấy khi cái mũi này nó ngắn thì nhìn vô là cái tỷ lệ của khuôn mặt nó không có cân đối, và cái thứ hai hai cái lỗ mũi nó bị hở đó. Và sau khi mấy bạn thấy bác sĩ sẽ kéo dài, ưu tiên kéo dài cái đầu mũi này lên, nhưng mà bạn lại bạn dành bác sĩ là muốn những cái mũi nó tự nhiên, cho nên bác sĩ kéo vừa phải thôi. À, và sau 14 ngày thì mấy bạn nhìn lại thấy cái mũi ha. Và sau này nó còn khi mà nó giảm sưng ấy, mấy bạn sẽ thấy cái mũi này nó dài hơn đấy. À, và hiện tại bây giờ thì bạn rất hài lòng về những cái chuyện này. Dạ rồi, em cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ được rồi.